thủ chắc cái đã. Bây giờ em thất bại lần nữa, coi em hết tiền lấy vợ luôn. Dạ, tiền lấy vợ thì có mẹ lo, anh ơi lo gì? Tiền lấy vợ thì có mẹ lo, anh ơi lo gì? Câu này không đồng ý nha. Không, tại này thì nói thiệt là không, nếu có mẹ lo thì được. Dạ, anh xin gửi bài Tôi Đánh Cô Đơn. Tôi vẫn cô đơn, em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn, chưa hề bao nhiêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn, không hề thương, không hề yêu. Dù một người trên phố, còn tóc nắng vẫn mưa. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan và quý vị khán giả. Em tên là Trân Trọng Trí, quê ở Bình Thuận. Em vào Biên Hòa sống, học và làm việc từ 2009 tới giờ. Trọng Trí làm gì? Dạ, hiện tại thì em đang đi lang thang anh. Ủa là dạ, sao? Hồi xưa Trí làm gì? Dạ, nói thì em đang đi lang thang để đi kiếm mặt bằng mở quán cà phê. Lúc trước thì em làm đầu bếp. Đầu bếp phải mở quán ăn hay gì chứ sao mở quán cà phê? Dạ, cái này là đam mê của em thôi. Hồi sinh viên năm 2 thì em cũng có cái ước mơ là mở quán cà phê, là lúc đó em tính hùng với bạn mở rồi. Nhưng mà một số vấn đề nên em không có làm. Đi làm đầu bếp được 2 năm thì tích lũy được một ít vốn. Thì em cũng có mở được một quán cà phê, nhưng mà gọi là cũng tạm thời là thất bại. Dịch quá, không ai uống hết. Dạ, qua dịch mình làm lại. Thất bại xong rồi thì em lại quay lại làm bếp. Cũng làm bếp được 2 năm thì em cũng làm lại thêm cái, cũng thất bại. Và bây giờ em cũng quyết làm thêm lại nữa. Nhất qua tam nha em. Dạ. Cố gắng lần này sẽ thành công ha. Dạ. Mời bạn gái. Chào chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Chào mọi người ở trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Quỳnh Như. Năm nay em 24 tuổi, hiện tại em sống và làm việc ở Tiền Giang. Em làm nhân viên trong kho của một công ty gần nhà. Chị phải đi điều tra cái người đàn ông này lang thang mở quán cà phê coi. Trời ơi, ta đang chuẩn bị trở thành dạ ông em. Chủ quán cà phê chết hả? Lang thang nhưng có ý nghĩa của nó. Thật ra là rất là thích cái câu chuyện của bạn này. Có ý chí, ưu điểm của em là gì? Dạ, về tính tình của em á, theo nhận xét xung quanh của mọi người á, thì em một là người hiền, nhưng kèm theo đó là khó tính. Đối với riêng cá nhân em thì em có cái nhận xét của em là một người không phải dạng hiền, thứ dữ chứ không phải dạng hiền. Lúc mà tiếp xúc với người ngoài thì mình sẽ có lời ăn tiếng nói khác. Đối với một đối tượng thì mình sẽ có cái cử chỉ và hành động khác nhau. Gặp mọi người em ít nói, mọi người kêu em hiền. Nhưng mà thử ra chúng tần số của em thử. Tức là ý nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đó. Dạ. Một con người dễ sợ. Rồi, để tôi qua tôi hỏi bên kia coi. Tiền Giang là quê tôi. À, chào cô gái Tiền Giang. Huyện nào? Dạ, ở huyện Châu Thành ạ. Trời đất, ngay huyện tôi luôn. Nhà ở xã nào? Dạ, xã Long Hưng ạ. Trời ơi, kế bên xã tôi luôn. Được rồi, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của con thì khá vui vẻ, hòa đồng mà. Mà cũng dễ tính, yêu động vật. Khuyết điểm là gì? Tính tình hơi thẳng thắn cho nên là đôi khi làm mất, người khác buồn. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Chưa có hả? Dạ. Trời, người Tiền Giang tôi dễ thương trời. Đó giờ có yêu đơn phương hay để ý người nào không? Dạ không ạ. Học trường nào ra vậy? Dạ, trường Vĩnh Kim. Trời ơi, học chung trường tôi luôn mọi ơi. Chú học trường Vĩnh Kim luôn nè. Dạ. Trời, xưa chú học thầy hiệu trưởng trường thầy Đường, cô Đậu này kia đó. Đồng môn. Đồng môn, đồng hương luôn. Bây giờ mình qua đây mình hỏi hôm nay là bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, lúc đăng ký thì em chưa có mối tình. Nhưng mà đăng ký xong vài tháng thì em có quen một bạn. Quen được 3 năm thì chia tay. Bây giờ nè, tôi hỏi tương lai mình sẽ tính như thế nào nếu mình mở quán cà phê. Tìm ở Đồng Nai hay mở ở thành phố Hồ Chí Minh, hay muốn lập nghiệp ở Đồng Nai hay lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh? Trước mắt thì em sẽ lập nghiệp ở Biên Hòa. Em vô từ 2009 tới giờ là em sống và làm việc ở Biên Hòa hết. Thì một là quay lại cái nghề bếp, hai là rút về quê, rút về nhà. Bình Thuận hả? Dạ. Nhà em từ đây từ thành phố về cũng 150 cây thôi à. Dạ. Từ đây về Tiền Giang tôi có chưa tới 100 cây. Sống về Tiền Giang về chi tới Bình Thuận. Cái đó là dự định ban đầu, nhưng mà lúc có gia đình nhiều có nhiều thay đổi, mình không thể nói ví dụ như mình có thể vì bạn gái mình đi đâu đó. Được. Chuyển đi đâu đó. Cái này được. Tôi rất là thích cái anh này luôn á, thích cái suy nghĩ của anh. Thật ra cái đó là một suy nghĩ rất là thoáng.
ở đâu có tiền, ở đâu phát triển kinh tế mình ở đó. Dạ. Bạn này rất là bản lĩnh, rất là cầu tiến. Riêng với bạn này làm một chút thì chị sẽ nói vô không? Nói thật, tại vì em cũng bị chê nhiều lần. Mấy bạn nữ chê em là không có chí, không thấy em có công việc ổn định, nhảy cái này qua cái khác, nhảy cái này qua cái khác. Không, cái này là chị thấy em ai nói em như vậy là chị thấy không đúng á. Nói cũng đúng chứ phải không đúng. Không. Gặp một đàn ông mà cứ nay việc này mai việc kia, không có đâu ổn định chân mà cũng thấy tiền bạc không có gì hết trơn, thấy lang thang hoài tao cũng lo chứ. Bạn nói này có gì? Một cái nghề đó là đầu bếp. Nghề đó là cái nghề để làm gì? Dự trù những lúc thất bại sẽ quay lại cái nghề đó để kiếm tiền. Còn mở cà phê đó là đam mê và bạn đó quyết tâm phải làm thực hiện được cái đam mê mình cho bằng được. Ủa, đam mê không có tiền lấy dạ, gì đam giống, mê? Giống như em nghĩ là giống cái bếp rồi là cái nghiệp của em rồi, còn cái mở quán coi như là cái nghề. Tại vì cái nghiệp, cái bếp đó là cái nuôi sống của em. Đây nè, em trai thân mến, người mở quán, mở bếp, mở cà phê đứng đây luôn nè. Thật ra cái nghề em rất là dễ kiếm tiền. Dạ. Không chỉ mở quán cà phê mà trong quán cà phê có thể bán các món ăn luôn. Nó hai trong một luôn thì em dễ kiếm tiền. Dạ. Hơn. Còn bây giờ mở quán cà phê, ta tới uống cà phê, ta đi ăn chỗ khác, tự nhiên cái nghề em để làm gì? Em phải khai thác cái nghề của em. Dạ. Và thật ra cái bạn này á cũng rất là dễ phát triển nếu như các bạn có mặt bằng tốt. Chỉ cần 1 năm, 2 năm là các bạn phát triển ngay. Nếu đúng mà em nấu ăn ngon, đầu bếp giỏi, quán cà phê đẹp thì làm giàu mấy hồi em. Không thể lang thang như thế mãi được. Lang thang như người ta nói là người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Như thế lang thang hoài à, không thấy nhớ con đường nào à. Vậy rõ ràng là bạn này đang bị thiếu một cái người để tính toán cho chính bạn. Chính xác luôn. Nếu như bây giờ yêu thì cứ yêu một thời gian, nhưng mà trong lúc yêu nhau á là phải tìm một cái nơi nào đó mặt bằng, mở quán liền, cà phê và bếp luôn. Bạn này không phải không ổn định mà bạn này chưa có đủ điều kiện để ổn định. Bạn ủa không, đi, không đủ điều kiện lo cho mình là lấy gì lo cho vợ được. Thì biết là vậy, nhưng mà tôi nói thiệt sao chứ, tức là cái này là một phần thì cái này là em chia sẻ thêm một phần nữa là em mở quán bây giờ thì là hiện tại là em đang có độc thân nên em quyết tâm em dám mở quán. Lúc mà em có gia đình rồi thì em không dám mạo hiểm như vậy nữa, em phải có nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình. Đúng. Và bây giờ nè, chúng ta nếu chúng ta hợp với bạn gái bên kia, chúng ta phải suy nghĩ ngay, phải làm liền để có một tương lai cho cái người bên cạnh mình. Ba mối sao? Bà còn binh gì nữa? Tôi vẫn binh nè, tại vì tôi nếu mà là tôi thì tôi sẽ rất là ủng hộ và tôi sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ gì cứ lỗ không hoài, thất bại hoài, không phải là hỗ trợ mà kinh tế, nhưng tôi sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần, tức là tôi vẫn ủng hộ bạn trai này. Nếu như đây là cái người mà tôi sắp tìm hiểu nha, là tôi sẽ ủng hộ về mặt tinh thần của bạn này cứ làm. Vì tôi với ông hơi khác nhau hả? Khác nhau hoàn toàn. Đam mê và ổn định nó khác nhau. Tại vì em quan điểm của em là phi tương bích phú. Thì ừ, bây giờ là em muốn giàu thì em phải làm chủ. Thì đó, ừ. Em, cho nên là em rất không là muốn. Thích cái... Nhưng mà đam mê không phải nghề của em. Em pha chế từ A tới Z được. Tại vì đam mê phải là cái nghề anh nói nè. Chúng ta có hai cái, một là ưu điểm, khuyết điểm. Mình lo tăng cái ưu điểm lên đi để phát triển, để kiếm tiền đi không. Cứ lo cái khuyết điểm để đẩy khuyết điểm cuối cùng là nó khuyết điểm nó kéo em xuống cái ưu điểm mất luôn. Em thì thấy trong kinh doanh là bạn này có đầy đủ điều kiện, chỉ có là chỉ thiếu cái sự may mắn thôi để thành công. Nên thì là em vẫn ủng hộ. Em đam mê mở quán cà phê thất bại lần nữa thì sao? Tại sao cái chắc ăn không làm đi? Dạ, trên này đâu có cái gì chắc ăn đâu anh. Ví dụ nếu mà làm bếp đó, cái đó là đi làm thuê. Thì em chỉ là, ví dụ như em đi làm mấy năm, đồng lương thì em cũng có, em tích góp được cái vốn em mới mở quán cà phê. Nhưng mà khi có gia đình thì cái số tiền mà đi làm thuê đó không đủ dư giả để mà lo. Ăn chắc mặt bền, có trước cái đã, thủ chắc cái đã. Bây giờ em thất bại lần nữa, coi em hết tiền lấy vợ luôn. Dạ, tiền lấy vợ thì có mẹ lo anh ơi, lo gì? Tiền lấy vợ thì có mẹ lo anh ơi, lo gì? Câu này là không đồng ý nha. Không, tại này thì nói thiệt là... Không, nếu có mẹ lo thì được. Không, tôi có không đồng ý, đàn ông vậy không được. Tại vì ở dưới quê mẹ em cũng đang hối lắm. Em trai muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Quay về cái ngoại hình á, thì dễ nhìn thôi. Chủ yếu là cái tính tình của người đó. À, biết quan tâm, biết suy nghĩ cho người khác tí, không có đinh đá. Còn em gái bên kia, mẫu hình thế nào? À, mẫu hình của con thì... cao ráo, dễ nhìn, có công việc ổn định và phải chín chắn ạ. Bên kia thì chín chắn, nghề ổn định là có. Em đi với ai cơ? Dạ em đi với chị của em. Dạ trước hết đó là con xin chào chú Huyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể khán giả trong trường quay. Thì em của em thì tính nó hay nhút nhát lắm, kín kẻ nữa, cho nên là cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được nửa của mình. Bạn nam thì thân hình cũng cân đối, vui vẻ, năng động, cũng có trì trí trong công việc, là không sợ thất bại. Một chút nữa mà có gặp mặt nhau mà nếu mà thấy có cảm xúc thì bấm nút cho nhau cơ hội. Nhà mình có kinh doanh mua bán gì không em gái?
Dạ có, tạp hóa là bia và nước vậy đó. Trời, thế ông ta cũng kinh doanh không? Dạ, nhà mẹ em cũng bán tạp hóa. Ủa vậy đó hả? Mình trao đổi làm đại lý mai mốt tôi bỏ nước rửa chén rửa tay nước lau sàn nước giặt cả rồi. Trời lợi dụng vậy. Em đi với ai em trai? Dạ em đi với bạn thời sinh viên á. Con xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn Quỳnh Như với lại họ hàng bên nhà gái. Như chú Quỳnh Linh đã nói là bây giờ là bắt quá tam thì tất nhiên là chắc trí cũng đang dốc hết sức để làm của chót thôi. Còn không thì cũng an phận lại. Nếu như mà Như mà cảm thấy như đủ bản lĩnh cổ vũ cho trí thực hiện cái dự định của trí, cái ước mơ của trí từ hồi mình biết trí tới giờ. Làm hậu phương ha. Vâng. Suy cho cùng thì bây giờ Trí phấn đấu cùng nỗ lực lo cho người con gái đi cái cảnh Trí sau này thôi. Rồi, cảm ơn em trai. Bây giờ hai bên gặp nhau đi. Mở rào. Bắt đầu đi Trí. Đến với chương trình đó, anh có món quà, cái này là từ tay anh làm. Dạ, cảm ơn anh. Có thể mở ra không? Ngôi nhà và những đứa trẻ đó. Hai ta là cùng nghĩ tới cái vấn đề là xây dựng mấy nhà riêng cho chúng mình. Chàng lãng tử của tôi, hãy cầm cái đàn và hát một bài hát nào đó để chúng ta gọi là tạo nên những cảm xúc ban đầu. Em thích nghe nhạc gì? Nhạc trẻ đi ạ. Dễ anh chịu khó nghe bolero nha. Dễ anh chịu khó nghe bolero nha. Ông này cũng đặc sắc lắm nè. Dạ em xin gửi bài Tôi đánh cô đơn. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp. Cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không hề thương không hề nhớ. Chiều một mình trên phố hồn không nắng không mưa. Em có thấy anh đẹp trai không? Dạ cũng được ạ. Cũng được thôi hả? Cũng được là giống cái câu trả lời nãy chú Linh đề nghị á. Em thấy cũng hơi xa. Nếu mà hẹn hò thì chắc khó gặp nhau lắm hả? Có hay không cái đó là do mình thôi. Ví dụ thu xếp, ví dụ anh không thu xếp được thì em có thể thu xếp lên anh. Còn ví dụ em không thu xếp được thì anh thu xếp lên em. Hoặc là hẹn nhau lên thành phố. Từ nhỏ tới lớn em cũng loanh quanh ở Tiền Giang không mà, cho nên không có đi tới. Vậy hay rồi, vậy tí đó vậy anh lệnh với Biên Hòa chơi. Có gì lệnh dẫn về Bình Thuận luôn. Nhà anh mấy chị em vậy? Nhà em thì đông lắm. Hết 6 người. Anh con Út hay sao? Em áp Út. Vậy nếu cưới nhau về thì ở đâu vậy anh? Dạ, cái đó thì ở nhà mình thôi. Nhà mình là ở đâu? Mình tự xây nhà mình ở chị. Còn xây cái ở đâu thì cái đó tùy. Cái này là em có quan ngại về hiện tại thực tại của anh hay không? Thật ra em là một người cũng kém về mặt tính toán về kinh doanh á. Em muốn kiếm một người nào đó có thể lo cho em được. Có một công việc ổn định để mà có thể sau này khi tiến tới hôn nhân thì có thể lo được cho gia đình. Nói chung là lúc đi học thì anh cũng học toán cũng giỏi. Nên cái đó yên tâm, anh tính cho. Anh xin phép được cầm tay anh. Nhắm mắt lại. Chị anh? Nhắm mắt lại. Tính hùng ta hả? Chị anh? Làm sao hùng được chứ? Không, em nhắm mắt lại đi. Ta chưa có người yêu đừng làm ta sợ nha. Rồi em cảm thấy sao? Có bị điện giật không? Em thấy tay em ấm. Ấm. Theo em ví dụ lúc mà cầm tay á, mà mình nhắm mắt lại mình cảm nhận được cái gọi là cái phần tiếp xúc cho thịt của đối phương á, có cái gì là gọi là truyền qua á? Tưởng nó thôi miên hay là nó đọc suy nghĩ của người ta giống trong mấy cái phim không à? Vậy rồi cảm giác của em như thế nào? Dạ phê, dạ lột tê. Thật ra cái này thì em gái cũng, rất là cũng hơi ngờ, tại vì hai mấy tuổi thì bạn cũng là em cũng là đẹp gái. Chưa quen ai thì em cũng hơi có nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Không biết có thích nữ không? Dạ không ạ. Em muốn có một quan hệ nó chín chắn hơn để sau này tiến tới hôn nhân. Còn những người mà em đã gặp trước đây thì em
có cảm giác nếu mà em quen người đó thì không có kết quả, đi kết quả sẽ không đi tới đâu được. Cưới rồi em có về làm dâu Bình Thuận được không? Giả sử như anh không về được Tiền Giang á, thì em có về làm dâu được Bình Thuận không? Nếu chỗ đó có thể kiểu như là làm ăn được ở đâu thì ở chỗ đó thôi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm là cho chúng ta một cơ hội để đi đến hôn nhân. Bấm là để chúng ta có thể cùng người đó nắm tay đi suốt cuộc đời. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Thật ra thì tuổi của con vẫn còn nhỏ, con cũng không có giỏi tính toán gì, cho nên con muốn tìm một người ổn định hơn, chín chắn hơn để sau này lo cho con được. Chứ được. Bây giờ mà còn lông bông thì hoang mang lắm. À, bây giờ chúng ta hãy chào đón bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Wow. Rất là dễ thương. Mời em ngồi. Chào em. Dạ, em tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Tường Vi. Tường Vi. Dạ. Tường Vi năm nay bao nhiêu tuổi nè? Dạ em 24 tuổi ạ. Trời 24 tuổi mà nhí dữ vậy nè. Trời ơi, nè Tường Vi 24 tuổi vậy là đang đi làm rồi phải không? Làm dạ, gì? Đúng rồi. Em làm nhân viên văn phòng. Rồi, như đó thông tin bên đây cũng đã hiểu rồi. Để chờ chàng trai ra xem bạn sẽ nghe những gì từ bạn gái nha. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, mời bạn ơi. Bên kia là một cô gái hình như là hơi nhỏ nhắn, 24 tuổi, nhân viên văn phòng, tên là Tường Vi. Còn bạn tên là gì? À, em tên là Phan Đặng Vũ Thi. Phan Đặng Vũ Thi? Dạ. Bao nhiêu tuổi? À, em sinh năm 1990. 23 tuổi. Ủa sao tên giống tên con gái vậy anh Linh? Dạ, ý dài chị ơi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, em đang làm giám định viên tại công ty Vinacontrol. Giám định viên? Là giám định về cái gì bạn? Dạ, em giám định về mặt hàng hóa chất, xăng dầu. Hóa chất và xăng dầu. Có giám định về con người không? Cái đó thì tùy. Ngoài những công việc của em, năng lực của em thì chị em giới thiệu chị đã hiểu rồi. Ngoài ra em có còn một cái khả năng nào khác nữa không? Dạ, tại vì em quê ở Cà Mau á. Cà Mau. Dạ, thì ở dưới hay hát đờn ca tài tử rồi cái lương. Rồi chị biết. Thì có thể hát theo được. Hát cái lương được luôn hả? Trời ơi, có thể hát một câu không? Hát một câu tặng bạn trai bên kia liền. Dạ, em xin tặng bài hát, một câu hát của trong bài Tân Cổ, giao duyên của bài Lá Trầu Xanh đó. Lá Trầu Xanh. Không vô cái lương á, vô dòng cổ á. Anh hỏi em khi nào chúng mình nên duyên nên nở, thì một lá trầu xanh cũng nên vỡ nên chồng. Thôi bà ca bên kia có thích nghe cải lương không? Bên đây thích nghe cải lương không? Má bà ca cải lương miết ở nhà. Giờ giá cô này ca nữa chết lắm. Nhưng tôi hỏi thật sự là bạn thích cải lương không? Không thích cải lương hả? Bạn thấy bạn nữ kia hát cải lương được không? Hay. Hay hả? Không thích mà sao hay. Rồi vậy thì nãy giờ em nghe bạn nam bên kia giới thiệu về mình rồi đó. Thì bây giờ em có thể, Tường Vi có thể cho chị biết là em đi làm rồi, cũng đã 24 tuổi rồi đúng không? Chị nhìn em bóc dáng rất là năng động, rất là tràn đầy sức sống, nhựa sống. Vậy thì lý do gì em không thể tự tìm được cho mình một người bạn mà em phải đến nhờ chương trình để mai mối giùm cho em? Dạ tại vì á, em cũng đi làm nè, rồi đi học buổi tối nữa. Nó cũng có thời gian nó bận rộn á. Với lại em là người sống hơi duy tông, tức là khi mà đi em đi xem bói á, thì thầy bói nói em là không thể tự mình tìm kiếm tình yêu được, phải nhờ đến mai mối đến được với nhau. Vậy có nghĩa là bây giờ em đặt cái điều đó lên là chị Cát Tường và anh Huyền Linh đúng không nè? Rồi em à, vậy thầy bói có diễn tả cái nhân dạng của người bạn trai tương lai của em không? Dạ không có nói, nhưng mà em bóc lên lá bài là 4 số 9. Rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ trong đầu em nghĩ, em tưởng tượng, em hình dung về người bạn trai của mình như thế nào? Trước tiên là về vóc dáng. Cao hơn em. Cao hơn em. Dạ. Em muốn cao khoảng bao nhiêu nè? 1m68 trở lên là được. 1m68 trở lên, hơi cao đó nha em. Còn ngoài cái chiều cao ra còn gì nữa không nè? Dạ đối với em á, là tại vì em là người sống
sống bản năng, tức là thích cái gì thì làm cái đó thôi. Cho nên là chàng trai của em chỉ cần làm cho trái tim em rung động là được rồi, chứ không có cái tiêu chuẩn gì hết. Trời ơi, dễ thương chưa? Chỉ cần bạn trai làm cho trái tim em rung động thôi, chứ em không có tiêu chuẩn gì hết. Rồi, chị đồng ý với em là tình yêu mình không thể nói được những cái tiêu chuẩn gì. Mình gặp mà thấy tim mình rung động là được, đúng không em? Nhưng rồi, mà bạn trai cảm nghĩ thế nào khi những cái tiêu chí mà bạn gái đưa ra? Tim em rung trước rồi. Rung trước rồi. Bạn nghĩ rằng bạn gái bên kia nói rằng là tôi là người sống theo gọi là bản năng, tức là thích gì làm đó. Vậy thì sao? Chắc là phải cố gắng chiều. Thắng hay chiều? Em thì quen sống với mẹ, chiều mẹ được, chắc chiều người yêu được. Chiều mẹ khác, chiều người yêu khác chứ, tại sao lại như vậy? Luyện tập. Luyện tập? Dạ. Bạn có sống bản năng không? Thỉnh thoảng cũng có. Thỉnh thoảng? Hai người sống bản năng mà nay lấy sống. Tiêu chí của bạn về người bạn gái là như thế nào? Độc lập, mạnh mẽ và có thể tự lo cho mình được. Ủa vậy chứ bạn không lo cho ta hả? Lo ít ít thôi. Trời ơi, lo ít là sao được? Bên đó có lo được bên này chút xíu nào không? Nè em Vi nè. Thì đó là những cái mà bạn mình nghĩ là mình không cần có một cái khuôn mẫu nào hết, đúng không? Nhưng mà ít nhất bạn cũng phải có những cái điều tối kỵ của mình chứ. Bạn không thích người bạn trai của mình điều gì? Em không thích bạn trai của em đó là hay tính toán. Đó, nãy giờ chị thấy bên kia là tính toán rồi đó. Chưa gì mà tính là lo ít hay lo nhiều là thấy là không được rồi đó. Còn gì nữa không em? Em không thích người bạn trai, nó hơi ủy mị quá. Ủy mị quá là suốt ngày nghe lời mẹ cũng ủy mị luôn đó. Bây giờ bạn thấy bạn gái bên kia nói chuyện thế nào? Rất dễ thương, nghe giọng gì rất dễ thương. Rất dễ thương? Dạ. Rồi chúng ta chờ xem. Để coi dễ thương cỡ nào nha. Để coi có đủ tiêu chuẩn không nha. Mập ốm thì dễ nói không? Rất dễ thương. Cười duyên sao mà duyên à? Cười tươi dễ sao luôn. Cười lớn quá. Tôi nghĩ rằng đây là một cô gái rất là dễ thương. Nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa là đôi khi quyến rũ. Rồi bây giờ chị sẽ là đại diện em. Chị xem coi bạn trai bên đó là có cao được 1m68 không. Nhiều khi là cao 1m86 luôn là chết luôn. Cao không anh Linh? Cao. Cao. Dư sức. Cao không trời? Cao đó. Thôi đứng lên chị coi coi. Được. Cao to. Cao to, bên này người ta cần cao thôi, ta đâu có cần to. Cười cũng rất là duyên dáng. Hai người giống nhau ở một điểm, hai bên cộng lại 8 mắt. Trời ơi chị ngại quá, hồi đó giờ em hung lần nào chưa? Hồi đó giờ em có hung lần nào chưa? Dạ hung má rồi có. Hung má thì có. Dạ. Chưa có lời hung môi bao giờ. Dạ. Anh Linh bên đó có hung chưa anh Linh? Ế mà. Chắc chưa, bạn đây hơi nhút nhát. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau để xem hai bạn còn nhút nhát hay không. Nào chuẩn bị. Bấm màn. Kéo lên. Cười có phải đúng đồng tiền là ngoài nha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu hơn về nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau, xem mắt có long lanh hay không, và tiếng sét ái tình có từ đôi mắt đấy đến với nhau không. 2 phút bắt đầu. Chào Vi. Dạ. Mình Thi. Dạ em tên Vi. Nãy giờ ngồi sau màn che thì nghe anh Thi nói chuyện, em cũng xin tặng anh 4 câu thơ trong bài thơ giọng nói của giống của Xuân Diệu á, để nói lên cái tấm lòng của em. Tặng anh. Anh ngồi anh nói sau màn che, anh nói lòng em mãi lắng nghe, đôi khi tiếng cười anh lại điểm, chắc đời vui khi được có anh kề. Quá tuyệt, quá tuyệt. Hay quá. Bạn nam mình thanh niên mà, nhanh lên em, thời gian nó đâu có. Anh thì không giỏi văn thơ, cũng không biết ca hát gì. Dạ. Thì chắc là anh sẽ bấm nút thôi. Trời ơi, cái gì vậy trời ơi. Cặp này mà hôn nhau là có chừng mất 2 cái mắt kiến nữa. Không gì nữa, chúng ta vẫn còn thời gian. Nhanh lên, còn 30 giây nữa em. Hai bên. Hy vọng là sau này nếu có thời gian tìm hiểu nhau thì em sẽ đọc hết cả bài thơ cho anh nghe. Ủa nữa hả? Nữa hả? Ủa nữa hả? Ủa nữa hả? Rồi hết thời gian.
nào. Ủa nghe đọc thơ mà bên kia ủa nữa hả? Rồi chúng ta để tay vào nút. Đâu nút đâu anh? Đây đằng sau phía sau đây. Và trong khi Tường và anh Quyền Linh sẽ đếm 3 khắc 1, 2, 3. Nếu chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Và nếu ngược lại chúng ta không nhấn nút là chúng ta không đồng ý hẹn hò. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. 3 2 1 Mời hai bạn. Rồi mời hai bạn. Chúc mừng hai bạn đã đồng ý hẹn hò thì chúng ta nắm tay nhau để truyền lửa cho nhau. À, cảm nhận thế nào về cái nắm tay thế này hả bạn nữ? Rung quá. Dạ bàn tay rất là mềm mại. Còn bạn nam đang rung, đang rung. Có thấy ngọn lửa tình yêu nó đang cháy cháy không? Từ từ về nhà đốt theo mình. Rất là đáng yêu, rất là rung động. Và bây giờ chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên phía trên sân khấu để chào đón bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Ủa, cái gì vậy? Cái vụ gì đây? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy em? Em tặng chị hả? Ôi trời ơi, tôi bự vậy mà tôi xách không nổi mà làm cái gọn hơi vậy trời. Là sao vậy em? Em tự giới thiệu chị làm chị sốc quá. Mời em ngồi. Dạ. Sao sao vụ gì đây? Dạ, cái này sở trường của em. Sở trường của em là khiên bao hả? Không, dạ không phải khiên bao. À là coi như là show sức mạnh đó hả? Dạ. Trời ơi. Dạ. Là bây giờ chị nói cái gì em không vừa ý là coi như là em quay qua em đưa một cái là chị đi luôn á hả? Dạ, đó rồi. Hợp quá. Sự em... xuất hiện của nó hơi ấn tượng đó, ấn tượng. Ấn tượng quá anh ơi. Để xem sự xuất hiện hôm nay có ấn tượng bạn hay không. Nào xin mời bạn trai. Gì vậy? Chào đón bạn đến với bạn muốn hẹn hò. Chào anh. Bạn tên là gì? Em tên là Minh Thắng. Minh Thắng đang làm gì? Hiện nay em là nhân viên văn phòng của Bắc Sơn. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 24 rồi. Anh Linh ơi. Anh Linh ơi. Tại vì em hơi sơ suất một tí là vì bạn nữ bên đây xuất hiện lên sân khấu là quá ấn tượng nên em cũng chưa kịp hỏi tên gì luôn nữa. Bây giờ em mới hỏi nè, bây giờ là em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Thanh Thủy. Thanh Thủy. Dạ 22 tuổi. Thủy 22 tuổi. Bây giờ em trả lời cho chị biết là chị tò mò quá, tại sao em đến với chương trình cặp đôi hẹn hò em ginh nguyên cái bao gạo lên sân khấu để làm cái gì? Dạ tại em muốn thử sức mạnh với các bạn nam. Trời đất ơi. Thử sức mạnh với bạn nam bên kia là thử làm sao? Dạ tại vì tiêu chuẩn hẹn hò của em thì bạn nam phải khinh bao gạo hơn em mới được. À bên đó có sức khỏe không anh Linh? Nhìn tướng tá đâu sao anh Linh? Không biết bao gạo nhỏ lớn tôi không biết, nhưng mà nếu nhỏ xách nổi bự. Nói chung là cái bao gạo lớn hay nhỏ không biết, và các tường không xê dịch nổi. Nhưng mà em ơi, bây giờ chỉ cần là bạn trai là xách nổi bao gạo này là coi như ok luôn, đồng ý luôn đó hả? Dạ, đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Dạ, tiêu chuẩn thứ nhì là gì? Nói luôn lượt đi, em gây nhiều cái ấn tượng cho chị quá. Dạ, tiêu chuẩn tiếp theo là phải hợp với ba mẹ của em. Trời đất ơi. Đầu tiên phải ghiên gạo, thứ hai hợp với ba mẹ em. Vậy ba mẹ em sao? Ba mẹ em thích cái gì? Dạ, ba mẹ em thì thích người cao ráo. Cao. Rồi chung là biết cách nói chuyện với người lớn. Lễ phép. Biết cách nói chuyện với người lớn. Dạ. Là nói chuyện người lớn được, còn nói chuyện với nít sao cũng được. Dạ. Nói chuyện với nít thì nó dễ hơn rồi. Nói chuyện người lớn mới là quan trọng. Nói chuyện với người lớn nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Và cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng. Tiêu chuẩn mình nó hơi cao quá. Tôi hỏi bao gạo nhiêu ký vậy bạn? Nhiêu ký vậy em? 40 ký. 40 ký lên nổi không bạn? Dư hả? Dư hả? Nãy giờ bạn thấy tiêu chuẩn bạn gái bên kia bạn có đủ đáp ứng không? 90% là đáp ứng. 90% luôn. Vậy cái tiêu chuẩn của bạn như thế nào, có theo tiêu chuẩn của ba mẹ không? Cũng không cần phải theo chuẩn của ba mẹ. Vậy theo tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Chị thứ nhất là vừa mắt em là được rồi. Vừa mắt là sao? Vừa mắt như thế nào mới cụ thể luôn? Không biết bạn bên đó có tóc dài không? Chút xíu đi nói tóc. Tự lập được. Tự lập. Dạ. Thấy tóc. Khiên cái bao gạo là biết tự lập rồi. Thủy nè, chị thấy em xuất hiện thì mặc áo đầm cũng rất là nữ tính, nhưng mà lại khiêng bao gạo thì chị thấy rất là men. Bây giờ tự, nếu bản thân em tự nhận xét về mình thì em nghĩ mình có phải là một người nữ tính đầm thắm thùy mị hay là không? Khi mà một người nào đó khi mà tiếp xúc với em thì cứ hiểu lầm về cái giới tính của em. Hiểu lầm về giới tính của em. Tại sao mà người ta nghĩ mình như vậy, mình không thay đổi, em vẫn thích giữ hình tượng như vậy hả? Dạ tại vì em nghĩ là khi mà ra cuộc sống thì em thích nó cái mạnh mẽ hơn thì sẽ không bị người ta ăn hiếp á. Ủa nãy bạn nói là bạn thích nữ tính đúng không? Bây giờ nghe bạn bên kia bạn thấy sợ không? Không.
kia là nam tính quá hả? Cũng không vấn đề gì hết. Không vấn đề gì hết. Bạn nói thì ra ngoài thì bạn mới tỏ ra mạnh mẽ để người ta không ăn hiếp thôi, nhưng mà về nhà thì chắc bạn nó sẽ nữ tính lại. Nếu bạn là nam tính luôn thì sao? Cái đó là phải xem xét lại. Bây giờ trong cái tưởng tượng của bạn, bạn nữ bên kia là một người như thế nào? Theo nghĩ là chắc là tóc ngắn, dễ thương nhưng mà mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Dạ. Yeah. Còn bạn tự nhận xét mình là người như thế nào? Có mạnh mẽ không? Đối với em thì lúc cần thì em mạnh, mà lúc không cần thì em yếu. Cái này được. Tức là ai nhu mình nhu, ai yếu mạnh đúng không? Thúy Nè, bây giờ chị hỏi nè. Em bảo là em đi tìm bạn trai cho mình nhưng mà lại theo ý của ba mẹ. Bây giờ rủi như em gặp một cái người đó em thích hết trơn rồi, em cảm thấy là rung động rồi, mà bây giờ em dắt về ba mẹ em không đồng ý, thì lúc đó em giải quyết làm sao? Dạ thì em á, thì em là người của gia đình, bởi vậy em tôn trọng ý kiến của ba mẹ của em. Nếu như mà ba mẹ em không cho phép thì em cũng không đi, tại vì em rất là yêu thương ba mẹ của em. Rất là yêu thương. Trời, ba cái này mẹ rất là căng nha. Tôi xin hỏi bạn trai nè, bạn gái nói vậy bạn có lo không? Dạ không anh. Sao không lo? Tại sao không lo? Tại vì em không nghĩ là ba mẹ bạn ấy không thích em. Chứ mà bạn có tự tin là bạn sẽ chinh phục được ba mẹ bạn ấy. Giữa một cô gái rất đẹp và cô gái rất tốt, bạn sẽ chọn cô gái thế nào? Em sẽ chọn cô gái rất tốt. Rất tốt. Bạn nói vậy tôi cũng chưa chắc là bạn trung thực hay không. Có trung thực hay không hay là ngồi trên truyền hình bạn lại nói vậy? Bây giờ nói thật đi, nhìn thấy đẹp mình chọn đẹp chứ tại sao là chọn cô gái tốt? Biết đâu cô gái tốt mặt nó xấu hơn cô gái kia thì sao? Nhưng mà cái đẹp thì nó đâu có tồn tại lâu dài đâu anh. Từ già thì cũng xấu thôi chứ đâu có đẹp hoài được anh. Tôi cũng tạm tin bạn điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cô gái bên kia rất đẹp hay là rất tốt, thậm chí là có thể vừa rất đẹp vừa rất tốt luôn. Vừa đẹp vừa tốt. Có thể như vậy, chúng ta sẽ xem nha. Nào, một chút cảm nhận về người bạn của bạn. Nè, nhìn cái bao gạo nè. Bên kia khi nổi không? Đâu có nữ, đâu có nam tính đâu. Rất dễ thương. Ô, mặc váy đẹp quá chứ. Hả? Tóc ngắn, mặt tròn tròn. Không sao anh, cái này em nói rồi, lát em dắt đi tẩy tắm trắng nha, đi nối tóc luôn. Không cần, như thế là xinh lắm rồi. Có điều là ba mẹ bạn ấy chọn chứ không phải bạn ấy chọn. Nó khó là chỗ đó đó bạn. Được. Được không? Thả là thấy được rồi ha. Dạ. Bây giờ tới phiên mình. Mình phải xem coi cái người bạn trai bên đó nãy giờ rất là tự tin. Những người mà làm được vừa lòng những người lớn tuổi cũng là những người rất là tự tin về bản thân của mình đây. Em phải tự tin nhìn vô mắt chị. Chị là chưa phải khó khăn bằng ba mẹ của bạn này đâu. Ba mẹ bạn này còn khó hơn nữa. Tận bao nhiêu độ? 5 độ rưỡi. Đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Có định lấy vợ không? Chắc chắn là sẽ rồi. Được. Trời ơi, chị khó vậy mà còn được nữa là chắc là ba mẹ. Chúng ta sẽ đến với giờ khắc rất là quan trọng. 2 phút, hai bạn sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Nào, kéo màn lên, quay qua. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Bạn có cần mình nhấc cái bao gạo đó cho bạn coi thử không? Vác lên vai, vác lên hồi vai. Hồi nãy là người ta vác lên vai, người ta lên đây đó. Đó là câu phải nói trả lời trong ngày hôm nay. Và rất tôi là mạnh mẽ. Bạn đang rất nôn nóng để vác được bao gạo đó. Thậm chí muốn vác về nhà luôn. Rồi bây giờ chúng ta còn 1 phút nữa. Bạn có thể vác được hơn cái bao gạo đó không? Được. Vậy chừng nào rảnh mà nhớ về nhà mình vác, nhà mình nhiều lắm. Hết thời gian. Câu này cũng là một gợi ý mở. Bạn về ở bên nhà, nhà mình vác gạo, gạo nhiều lắm. Là đi làm rễ đó anh nè. Rồi bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ có 3 khắc để quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay phía sau lưng ghế. Và bây giờ thời khắc bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Tôi xin hỏi bạn nam á, lúc mà bạn nhấn nút bạn có hồi hộp là sợ bên kia bạn nữ không nhấn nút không? Dạ không. Sao vậy? Tự tin quá vậy? Dạ đúng rồi. Tự tin như vậy luôn? Đúng rồi. Bạn biết chắc là bạn nữ sẽ nhấn nút? Dạ đúng. Tại sao? Tại vì lúc nào em cũng tự tin như vậy á, mặc dù em không biết kết quả chưa. Trời đất ơi, coi chừng hoang tưởng đó ông. Còn em, tại sao em lại chọn bạn nam đó? Tại nhấc được bao gạo hả?
Dạ. Cái đó tiêu chuẩn rất là quan trọng đó. Nếu như mà mình được cái điều đó rồi thì mình không có lo lắng về ba mẹ nữa. Đúng rồi. Dù sao thì cũng chúc hai bạn ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt. Các bạn.